làng là nét văn hóa đặc sắc của người Nùng Cháo ở Lạng Sơn. Trải qua thời gian, xây dựng làng đang dần bị mai một, nhưng người hát xi càng ít đi. Tuy nhiên không những vậy, thì đối với những người nghệ nhân như nghệ nhân nhân dân Hà Mai Ven là một trong những thế hệ vàng của loại hình nghệ thuật này đã và đang duy trì, đặc biệt là giúp các thế hệ trẻ của tỉnh Lạng Sơn chúng ta đang dần lưu giữ, giữ gìn và phát huy những giá trị bản sắc cũng như những làn điệu dân ca của quê hương xứ làng. Và ngay sau đây trên sân khấu này, mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục Hát xi sình làng, câu xi quê em. Hãy cùng với chúng tôi dành một tràng vỗ tay thật lớn để cùng chào đón nghệ nhân nhân dân Hà Mai Ven.